Mình là Minh Linh. Mọi người vẫn gọi mình là hacker của trường. Mình rất thích Hoàng Nam. Trời, thật là dễ thương. Đó là Ngọc Ly, người mà mình rất ghét. Thì cô ta luôn muốn giành giật mọi thứ của mình. Còn đây hả? Là Thiên Nga, Mọt Sách ư? Cũng chỉ đi theo Ngọc Ly thôi mà. Hoàng Nam, có một con đường mang tên là tình yêu. Khi tôi bước một mình đến những nơi cô đơn. Tôi có một tin rất là hot, một tin cực kỳ hot, vừa thổi vừa nghe mà tin này ai cũng biết nên biết rồi ha, khỏi thông báo dẹp ngủ nghỉ khỏe mà. Tin hot mà ai cũng biết. Vậy còn gọi gì là tin hot nữa hả? Ha, quên. Chưa, tôi chưa nói hết. Tin hot ở đây mặc dù tất cả mọi người đã biết rồi nhưng nó vẫn rất là hot. Mà tin chính xác là tin gì nữa tôi cũng biết là tin gì nữa. Không, nhưng mà ý của tôi, tin hot của tôi đây có nghĩa rằng là trong ngày hôm nay tất cả mọi người sẽ được biết tin đó là tin gì. Thiệt là tôi không ngờ luôn á. Mang tiếng là cái con Minh FM của cái lớp này mà đi vòng vòng nửa tiếng đồng hồ không có đem được cái tin gì về cho lớp hết trơn á. Lần sau mà có chuyện như thế này thì để cho chị ha. Cưng ở nhà nghỉ đi. Giờ không có thì giờ tôi đi điều tra thêm làm dữ hả? Đi đi cưng. Đi đi. Mời cả lớp ngồi. Hôm nay thầy có tin mới. Ôi ông tin mới. Hàng năm trường của chúng ta sẽ cử 4 bạn đại diện cho trường tham gia thi phối hợp 4 môn cấp thành phố, đó chính là toán, văn, sử và ngoại ngữ. 4 bạn này không chỉ có điểm trung bình cao nhất ở các môn mà còn phải học đều ở các môn khác nữa. 4 bạn năm nay là ai chắc là lớp chúng ta cũng biết. Đó chính là 4 bạn năm trước cũng đã đại diện trường chúng ta đi thi. Minh Linh, Tổ Ni, Xu An và Bảo Bảo. Tuy nhiên, năm nay nếu như ai đủ cảm thấy tự tin và có thể chiến thắng được trong thử thách này thì có thể đăng ký thách đấu với nhóm 4 bạn mà thầy vừa nêu để giành suất đại diện cho trường của chúng ta tham gia cuộc thi cấp thành phố. Và nên nhớ phần thưởng chính là một chuyến giao lưu văn hóa tại Singapore. Bây giờ ai đủ dũng cảm muốn đăng ký thách đấu thì có thể đăng ký bằng cách giơ tay lên. Như vậy mình có một nhóm để đăng ký thách đấu. Nè, sao mà bắt chước tôi hoài vậy hả? Hết rồi. Còn cao hơn tôi nữa hả? Lùm thuốc. Xuống. Trời ơi, đã bắt mang tới giày bệt rồi. Dáng cao hơn mình nữa chứ. Anh
mà. Nó có cái gì hay ho đâu. Mà sao Hoàng Nam cứ suốt ngày lại để theo nó vậy? Tôi nghiệm ra một điều, người hoàn hảo như Hoàng Nam thì phải xứng với một người hoàn hảo như tôi. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi liền xuống với Hoàng Nam. Lên. Ni ơi, xuống Ni ơi, xuống. Xuống Ni ơi. Lố quá à. Nghĩ sao vậy? Nhìn lại mình đi. Ha. À, hôm nay là sinh nhật Hoàng Nam đúng không? Không biết hả? À, đúng rồi, sinh nhật mình. Rồi sao, có chuyện gì vậy? À, mình muốn, mình có cái này muốn tặng nè. Ly, tối nay có rảnh không? Hôm nay là sinh nhật của Nam á. Tối nay mình đi coi phim nha. Sinh nhật Nam hả? Cũng được. Với một điều kiện. Điều kiện gì vậy? Đó là cho Công Tằng Tôn Nữ Thi Nga đi nữa. Ý, với lại cho Ga Ti đi nữa. Vụ gì vậy? Đi xem phim. Ủa Ly, bố hết mật hả? Đi với Nam nha, Ly chọn cây nào? Cây này. Cảm ơn Nam nha. Mừng.